Và nhiều khả năng có người đít rồi. Chưa hiện quân đã đít. Có người đít rồi thì phải. À, trận này sẽ được đánh lại ngay sau đây thôi. Đừng tìm ghế. Gửi lại em cái tít mà anh Thái quan xóa mẹ mất rồi. Gửi lại em cái tít mày để em đăng. Ban phải gửi anh Thái nhá, làm đúng luật đi. Anh làm bao nhiêu lâu? Mẹ nó cãi một cái là ăn lồn đấy. Yes, 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 yes. Gold, 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 please. Please. Alamaz. 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 Zogar Alamaz. Isa. Don Alamaz. Don Isaac. Don Alamaz. Poco Alamaz. Don Alamaz. 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 Isa. Alamaz. Isa Rogan, Alamaz. Ta cùng nhau trở lại với trận thi đấu ấy thôi. Iakata Fervor B sẽ là người được bảo kê. Nguyễn Ai sẽ là người kẹp xăm. Tôi nghĩ là có. Có đấy. Bên là bạn Seng Egypt. Seng Egypt Kata Sam. Seng Egypt Kata Sam. Bài tàu thì tàu, chậm cũng không chậm lắm. Tí nó bắt đầu nghe rồi. Liệu kích được sớm bài này hay không thì tôi cũng không rõ lắm. Kể cả bài này tí có xoay vỉ, nhưng tuy đánh bài Việt thì cũng kích ở mức độ như thế này thôi.
chỉ là muốn xem cái gì sớm hơn. Bơi nhiều hưu voi này là đẹp rồi, có gì đâu. Thương nhổn nhiều con lang lại muốn một bài đánh 25 dân thì phải. Có quả, pơ đa phần có quả là người ta hướng đến một cái gì đấy nó ổn định hơn. Thầu có vẻ Egypt cả Sam thơm thịt đấy. Tí thịt đằng Egypt nhá, tí thịt đằng kẹp Sam giữa nhà của Bi và nhà thầu. Thầu chém đằng đầu cánh, bài thầu cũng khỏe về lực này. Ăn chanh luôn, câu voi về thầu, câu voi. Nhanh 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 nhanh, không để nó phát hiện. Nó xích với con voi của mình rồi. Trở lại màn hình máy của Hưng Nhổn, xem Hưng Nhổn ép như thế nào. Kích đời 10 tròn. Xin con giò công giáp luôn nhá. Tí dâng vượt ra nhà Bi một chút. Bò bãi vàng cứng lại là được. Và sau đó cứ đi ăn hoang thôi. Báo về bên đồ bạn Aziz đánh kiểu gom quân nhá. 9% nó đi ăn hoang, nhà rất nghèo đấy. Giò thấy hết đồ của nhà nó đi. Chọc luôn một dân đầu tiên của thủy he. Màu 7. He chết luôn dân đầu tiên rồi. Tôi đang nghi là dân của he đang có dấu hiệu đi vòng qua cái rừng đấy đi ăn cái gì ở giữa bản đồ. Ăn bãi quả này cũng được đây. Không đây có bầy hiêu, cũng được. Tí ăn hết bầy hiêu này sóc được rất nhiều lạc đà. Từ từ giả vào không phát hiện ra, tìm địa điểm dân của nó khác của nó đấy. Đóng nghe đi tí ơi. Lên đời xong mà không xin được chém bây giờ. Rất nhiều dân của he ở đây. Đã lên đời xong mà sóc quân. Cho dân ăn hiêu luôn đi. Sóc lại quân phải thật đều những tên lạc đà của mình vào. Tí không được quyền lỗi lạc đà trong những tên đầu này. C này C mình không được quyền mắc lỗi nữa. Mười mấy con dân của he ở đây ạ. Nó phải he, nó phải he tí. Kê lạc đà vào. Rồi, ổn rồi, kê luôn con giò. Không được. Giả vờ chạy con giò đi. Giả vờ chạy con giò con lạc đà đi. Nó tự đen ra bây giờ. Nó sẽ tự đen ra cho mình vào. Đứng sẵn một con lạc đà đây, chuẩn rồi. Bi có con tê không? Bi con tê vắt ra đây luôn này. Mười mấy đằng dân của thằng he. Mười mấy đằng dân của thằng he. Tí hô lên. Quay trở lại màn hình máy của tí. Rồi nó đen rồi tí kìa. Đuổi. Nó vừa đóng cái gì ở đây đấy. Tôi nghĩ là đóng nhà BP thì đúng hơn. Lái lạc đà khéo vào. Tí từ đầu giờ vẫn chưa chém được gì nhiều cả. Một cái nhà BP chuẩn đét đẹt. Rồi vào luôn bãi vàng của he không để ý. Rồi he đã mất bãi vàng của Egypt rồi. He nhiều khả năng sẽ đủ, không biết đủ lực kích bên xe không. Nó đã kích bên xe rồi. Tí chém con phu kìa. Mất một con lạc đà của tí thì phải. Giờ bị vác cùng đây thôi. Tí 31 đi mà 2 mít e tí ơi.
Tiếp tục ở nhà cái tuổi he. Khoanh gỗ chính. À đây là khoanh gỗ chính. Rồi, cố ăn hết đống dân này đi. Mít e tí nhá. Mít e. Chém là rất khéo. Tiếp tục hướng nhổn 30x56. Có y đâm đến từ đó bạn. Có y đâm. Đây là thầu 26x36 rồi, không biết định làm cái trò gì đây. Thầu đang solo với cầu thủ Truy Mạnh. Tương lai thực tế là thầu cũng chưa chắc đã khỏe được. Với Truy Mạnh là người cầm sen. Thầu có cả T để vào bắn hủ nữa. Rồi tí tí tí, chém luôn ruộng được 16 nha, thằng 16 chết luôn con phù rồi. Solo luôn tí ơi, solo luôn. Con phù đã chết. Còn hai con phù nữa. Tuần phù đen là mạnh đứt luôn này. Không có phù đỏ. Ba con phù được, ba con chém. Màu sen đã bung rồi. Bên của bạn còn một người cầm Summer màu 4 nữa. À không, màu 8. Summer màu 8 Yugi chưa thấy mặt. Đây trước mặt nhà cái tuổi hướng nhổn. Đây là Sam. Sam này cũng không tụ được quân này. Sam cũng không tụ được quân và nhiều khả năng tân này là tân mà hướng nhổn có thể làm được chuyện. Màu 6 thầu phải đi quản dân đằng 6 đi. Thầu quay chém lại. Đằng sau có lạc đào tí rất đông rồi. Lùa dân của cái thủ Truy Mạnh đi. He he, đại vẫn ăn được vàng ở đâu. Vẫn quanh quẩn để có thể đi chùm đầu cái thủ tí. Đi mắc màn vào đầu của tí. BB cứ thử tay to ra thôi. Tay to và sẵn sàng như thế phải đẩy chứ không phải thế nhảy 4. Xeng đưa chạy nhà rồi, xeng giạt nhà yếu chết rồi. Hưng nhổn anh thì làm sao, anh nghiến răng nghiến lợi, anh làm sao giết được thằng cầm Summer đi là được. Lên chém 4 đi. Hưng nhổn kích chém 4 đi kìa. Hai mươi tám này cho Hưng nhổn thôi. Tí tạm 25, tí nhiều khả năng bắt đầu phải bung để tạt sang chỗ nhà người cầm. Không, ở 9 giờ không có người đâu nhá. Nhà của thằng Summer là ở 8 giờ với 7 giờ đấy. Màu 5 Hồng Anh bắt đầu bị quản. Ai vào giữa lấp lửng 9 giờ, tí vào lấp lửng 9 giờ quản Hồng Anh đi. Lên giáp đi ơi. Rất đông chém chứ không phải đông đâu. Lên giáp và bò giày thêm vào nhà của mình đi. Bi sẵn sàng như thế để có thể nhảy 4 trận này. Những người cầm pơ muốn sống thì về hết nhà của Bi nhá. Hốc của Bi đã cơ cấu xong rồi. Muốn sống dân và giữ về để hồi về thì về hết nhà của Bi đi. Đừng có để dân đi linh tinh đã. Tí lôi hết dân vào nhà Bi, bảo Bi đen e ra và đi quản lại nhà Hồng Anh. Thầu không quản được phải báo ngay. Quản chặt xeng vào. Chỉ là Truy Mạnh thôi. Sức khỏe của Truy Mạnh thì chắc chắn rằng không thể bằng thầu được. Bởi vì thằng này một bữa nó cũng 6 bát cơm, ngoài ra 2 đĩa chân gà Trung Quốc nhập lậu. Đẻ làm 1982 thầu xiên 12 cái. Một cái chân gà đấy mà nó cho nó ngâm hóa chất rồi nó to như cái ống điếu cày. Bằng cái ngoe nó thì bằng ngón chân cái và thầu ăn cứ gáu này mới đủ no cho nó. Hôm nay mình đang đi đấy. Zero lại nhiều năng sẽ có trận chung kết nhưng phải đánh cứng vào thì mới có được. Dân của tí trong nhà của Bi kìa. Bi bo dày thêm đi, phải dày thêm nhiều vào. Lớp sau dày hơn lớp trước. Lưng bả đồ đồng minh và sẵn sàng trong thế giáp 4 vẫn như phải có cả đầu máu nữa. Nước bổ vang chứ Bi. Nhớ cả bổ vang bổ vọt nữa. Rồi lên hết rồi. Trong nhà có hai bãi vàng đẹp quá. Ông tí ông đã không làm được cái tác hại gì. Ông còn vào đây. Vào ông mắc màn ra đây. Ông nhốt dân của Bi lại. Gunny nhiều khả năng sẽ mất tham dân dân này. Mất tham dân thôi. Tham quân thì vẫn giữ được thoải mái. Quản chặt là màu 8 vào. Bi phải nhảy 4 cần trương nhá. Hưng nhổn bơm tân thịt Bi kích 4 gấp nào. Bơm tân thịt kích 4 gấp ngay. Bi nhả vội dân trong nhà chính ra. Không sóc dân nữa là kích luôn. Rồi BK đóng chưa. Có y đâm kìa. Y đâm. Nó đang chờ vào đấy nhá. Lùi lại nào. Tân thịt kích 4 nhá. Ai có thịt bơm đây. Y-Kata, tưởng Y-Max-C vào. Còn có tí tấm tí muối với Y-Kata này. Có thể đông hơn được tí nữa không? Hồng Anh. Có thể đông hơn được tí nữa không?
Đi bo luôn cái BB cho nhá. Chỗ vừa cái con Y nó đục vào đấy. Bo luôn BB vào đấy. Tí bao mẹ màu 6 đã chết hẳn rồi. Ôi rồi té đi. Vâng, chim anh, rẽ phải. Em ơi, rẽ phải 20 độ nào. Rồi, quay trái chạy thẳng thế nào. Tao trông mình chạy chả đẹp gì cả. Chạy nó thiếu kỹ thuật. Mệnh bị ngã hàng bắt đầu của mười mấy con dân rồi. Bi tiếp tục bị ép vào những điểm yếu kìa. Ăn tiếp vàng đi Bi. Chỗ mấy cái khe cần thiết cho nhà cứng vào. BB bọt đóng hẳn vào. Yugi hiện tại cũng đang muốn sò vào đây để ăn gà. Và Bi rất hoan nghênh cái việc này. Thực sự Bi bảo là tôi rất hoan nghênh cái tinh thần trách nhiệm cao của các đồng chí là dám sò vào ăn gà, dám đối diện với sự thật. Một năm nhiều khả năng mà giúp và lách vào Yugi 18 và 9 giờ rồi. Gần đi quản chặt cái khu vực cái vào nào. Lòng vòng mạnh vào. Gần đi tranh thủ móc vào nhà Yugi đi. Yugi đang đi đẩy Bi mà. Yugi đang đi đẩy Bi. Tí. Vâng, như vậy là truy mệnh. Một tay đua đến từ Thái Bình thì không thể nào chơi với một thằng nghĩa là con nhà nghĩa là con nghề làm bún được. Bằng bên Phú Đô nó đánh lái, nó bẻ lái, nó chở bún thì nó quá dẻo cho tí. Truy mệnh không có cửa chạy. Còn Hưng Nhổn thì lao thẳng về nhà của Yugi để ăn gà. Mà cũng không nghĩ được rằng Yugi tại sao ở nhà lại ít quân như vậy. Ít quân như vậy ở Yugi. Tại sao nó lại ít như vậy? Nó ít quá. Dân Summer 40 tiết một thằng. Nó bị cứa cỏ từng thằng vào để cắt tiết cho vào lánh tiết canh ngay. Trận chung kết C3 thôi. Chung kết C3. Thank you.